Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật trượt, hay tiếng Anh nó gọi là slide. Đây là một kỹ thuật mà sử dụng trong solo rất là nhiều, một trong những kỹ thuật cơ bản mà người chơi guitar cần phải biết. Thì nói ra nó khá là đơn giản. Kỹ thuật này các bạn đánh một nốt, các bạn dùng tay các bạn kéo nó lên một cái nốt khác để phát ra tiếng ha, thì gọi là trượt hoặc là slide. Thì trong bài học này giới thiệu các bạn cơ bản và với cái bài tập cơ bản để các bạn làm quen ha. Thì quá trình này các bạn đánh nhiều thì nó sẽ slide, nó sẽ nghe mượt mà hơn, âm thanh nó rõ ràng hơn. Và khi các bạn áp dụng đúng vào trong bài hát thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng rất là hay ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập cơ bản trước như thế này. Ví dụ các bạn dùng ngón giữa này, chúng ta bấm ngay cái nốt rê, ngang số 3 dây số 2. Bây giờ các bạn đánh vô cái nốt mi, thì các bạn đánh bình thường như thế này. Là nốt thứ hai đúng không? Thì bây giờ chúng ta slide, tức là chúng ta đánh một cái nốt ngăn từ dưới, các bạn slide lên, lên cái nốt mi luôn ha. Hay không? Thì gọi là slide vậy thôi. Các bạn đánh một nốt đầu, các bạn slide lên. Và cái thứ hai gọi là slide xuống, tức là ví dụ các bạn đánh nốt ở trên là nốt mi, thì khi kéo như vậy á, cái tay các bạn phải dùng đủ lực, còn nếu không khi trong quá trình vuốt mà các bạn đó, các bạn mà hơi dở cái ngón lên thì là nó mất tiếng, hoặc là khi qua đến cái tiếng đó thì nó bị nhỏ đi, thì như vậy nó sẽ không đảm bảo về cái âm thanh ha. Thì chúng ta cứ nhấn đúng lực vào và chúng ta đó, các bạn cứ tập đẩy lên như vậy từng cái ngăn. Thì đầu tiên chúng ta có thể đẩy lên theo cứ âm sai pentatonic cho dễ ha. Ví dụ như từ rê chúng ta đẩy mi, xong mi qua son, các bạn tới 3 ngăn này, từ ngăn 5 lên ngăn 8 nha. Dạ, 8 lên la là ngăn 10. Thấy không? Thì tương tự các bạn dùng cái ngón giữa, xong rồi bây giờ chúng ta tập các ngón khác nhau. Ví dụ như là cái ngón trỏ. Thấy không? Thì sau đó chúng ta ngón áp út. Tương tự các bạn tập trên các dây khác nhau ha. Ví dụ như vậy chúng ta tập đẩy lên xong chúng ta kéo ngược lại. Chú ý là vì cái âm lượng và cái độ chính xác nha các bạn ha. Ví dụ ta đánh ngược xuống, thì các bạn thấy là mình tập dần dần để cho các ngón của chúng ta có thể quen được với cái slide như vậy. Thì cái cách slide này á, các bạn thường các bạn nó kết hợp với thêm cái rung, gọi là vibrato, tức là rung. Ví dụ như các bạn lắc cái cổ tay để nghe cái nốt nó rung rung, nó ngân. Rung như vậy thì các bạn thấy là quá trình rung của mình á, các bạn đẩy cái dây lên trông giống như mình đẩy cái ngón lên xuống vậy đó. Thì kiểu classic, trên dây classic thì họ rung theo chiều dọc đó, các bạn muốn rung kiểu này cũng được ha. Steve Vai thì giống như ông vẽ một cái vòng tròn này, các bạn coi Steve Vai trên For Love of God, các bạn sẽ thấy rất là rõ khi mà ông rung cái gì, giống như các bạn thấy cái ngón vẽ cái vòng tròn này. Thì đó là cái cách khác nhau thôi, các bạn thấy cái nào phù hợp thì các bạn đánh. Thì chúng ta thể kết hợp để tạo ra được cái hiệu ứng tốt nhất. Hy vọng bài học này cũng giúp ích cho bạn. Hãy tập trên tất cả các dây đàn, lướt ngón tay của bạn lên. Thì trong bài học sau mình sẽ hướng dẫn các bạn
tập một cái clip có kết hợp thêm những kỹ thuật slide vào để tạo ra cái giai điệu dễ thương nhé. Với cây đàn hiện tại khuyến mãi chỉ còn 1.900.000 full hồng đào nha các bạn ha. Rất là đẹp, các bạn có thể xem cái link trong phần mô tả giới thiệu về cây đàn này. Mình nhận ship toàn quốc nhé. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop nếu bạn có nhu cầu mua đàn. Nếu không hãy like, share, comment để mình có động lực làm các clip sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.